Ôi. Anh coi đi, cứ ép em uống nhiều như vậy, bây giờ coi đi, anh coi lại mình đi ha. Cảm ơn nha. Là Tư Tư. Nè anh ba, anh ba, anh ba. Tư Tư đó. Sao em lại tới đây vậy? Hả? Em ở đâu ra vậy? Hả? Em tìm em ấy uống rượu hay sao? Em biết là bây giờ anh rất khó khăn, chỉ cần anh muốn em có thể giúp cho. Em chịu giúp anh sao? Em đừng có giúp anh, em không giúp được đâu. Con thuyền lớn của Giang Hải sắp chìm rồi, nên em lên bờ chơi. Lên bờ chơi đi ha. Em có thể tìm Cố Diệt Hùng, nhờ Cố Diệt Hùng giúp chúng ta. Cái gì? Em đi tìm Cố Diệt Hùng hả? Em ấy nói đi tìm Cố Diệt Hùng kìa. Anh nói cho em nghe, bây giờ Cố Diệt Hùng á chắc chắn đang ở chỗ nào đó cười vào mặt của anh rồi. Em không biết đâu. Em nói cho em ấy nghe đi, giữa anh và Cố Diệt Hùng có thù oán gì? Em nói cho em ấy nghe đi. Cái con nhỏ này đúng là không biết trời cao đất dày. Em là thành viên của tập đoàn Giang Hải, không thể nhìn con thuyền này bị chìm được. Anh cứ giao hết mọi chuyện này cho em, em đi tìm ông ấy cho. Em ấy nói sẽ đi tìm Cố Diệt Hùng. Nếu em có thể tìm được Cố Diệt Hùng á, nếu ông ta giúp được anh, đầu tư tiền cho anh sẽ đổi ơn em nhiều. Đáng đời, đó là vì Lục Giang Đào quá tham thôi. Ba, tham thì thâm. Con xin ba mà, ba giúp họ một lần này được không ba? Ba làm sao mà giúp? Thái độ cậu ta đối với ba như vậy, không thấy à? Ba làm sao mà giúp? Ba coi như là giúp con đi được không? Xem như ba nể mặt con đi. Hay là hai người gặp nhau đi được không ba? Đi gặp Lục Giang Đào. Cũng được, vậy con hẹn đi. Hẹn cậu ta khi nào có thời gian thì tới văn phòng tìm ba. Thiệt hả ba? Ba đồng ý rồi. Con hẹn cậu ta đi. Con cảm ơn ba. Em nói gì? Em nói lại lần nữa coi. Cố Diệt Hùng chính là ba của em. Em đang giỡn với anh có phải không Tư Tư? Cố Diệt Hùng là ba của em. Anh đừng có nghi ngờ em là gián điệp do Cố Diệt Hùng cài vào công ty chúng ta đó nha. Không được nghĩ như vậy về em. Em có thể thề với anh, em ở tập đoàn Giang Hải nhiều năm như vậy,